Alo. Đúng 7 giờ làm hết rồi. Đưa tên đó nha, đưa tên đó. Máy còn có gì không? Đã đến giờ lễ chi điệu đồng chí đại ngoại hải. Tất cả chú ý. Kính thưa các đồng chí đại diện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và bà con gần xa đến chia buồn cùng gia đình. Kính thưa ban tổ lễ hội của chúng mình và gia đình hiếu chủ. Hôm nay, trong giờ phút đau đớn này, chúng ta tập trung về đây để dinh điện một người phước khánh, đó là đồng chí đại ngoại hải. Hội viên hội cựu chiến binh sinh hoạt tại chi hội 3 hội cựu chiến binh xã Phú Khánh. Đồng chí sinh năm 1950, xuất thân từ một gia đình nông dân tại ấp 2 xã Phú Khánh. Sau một thời gian dài bị bệnh nặng, được gia đình hết sức cứu chữa nhưng bệnh vẫn không qua khỏi, và đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 9:40 ngày 7/7/2024, tức ngày 2/6 năm Giáp Thìn, thọ 74 tuổi. Thay mặt cho ban chấp hành hội người hội cựu chiến binh xã Phú Khánh, toàn thể cán bộ hội viên chi hội 3 và ban tăng lễ hội cựu chiến binh xã, tôi bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc đến gia đình tan quyến và bạn bè đồng đội của đồng chí, những người đã cùng đồng chí chia ngọt sẻ bùi trong nhiều năm qua cho đến khi đồng chí vĩnh biệt chúng ta. Tiêu sử và quá trình hoạt động tham gia cách mạng của đồng chí Đặng Hoàng Hải. Đồng chí Đặng Hoàng Hải sinh ra trong một gia đình nông dân tại ấp 2. Đến 5-6 tuổi, đồng chí học hết lớp 6 và đi học và ở nhà phụ giúp gia đình. Đến tháng 2 năm 1977, sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra do chế độ diệt chủng Pol Pot NCG cầm đầu, tàn sát dân thường Campuchia, đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự huấn luyện tại sư đoàn 5 đóng tại núi Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 4 năm 1977, đơn vị sư 5 được lệnh lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cho mặt trận 439 đóng tại Công Môn Tràm. Đến tháng 6 1978, đơn vị tiếp tục hành quân đến tỉnh Công Ông Thôn. Tháng 10 năm 1979, đơn vị lại lên đường hành quân đến tỉnh Siem Reap. Tháng 12 năm 1980, đến ngày 25 tháng 1 1992, được phục tiên về cư ngụ tại xã Phú Khánh, cấp bậc trung sĩ, chức vụ phó trung đội trưởng. Đến năm 1997, được kết nạp vào hội cựu chiến binh xã Phú Khánh, giữ chức vụ hội viên cho đến nay. Về khen thưởng, do công đóng góp trong nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia nên đồng chí đã được nhà nước tặng thưởng một huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 2, một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Từ khi trở về địa phương, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đồng chí vẫn kiên định và tư tưởng vững vàng, tiếp tục chiến đấu vượt qua khó khăn. Bản thân đồng chí từ khi vào Hội Cựu Chiến binh đều tích cực tham gia đầy đủ các phong trào của hội phát động. Đồng chí vẫn phát huy và giữ vững phong cách cách mạng, vẫn là tấm gương sáng để con cháu anh em đồng chí đồng đội yêu mến và noi theo. Đồng chí Đặng Hải mất đi là một tổn thất lớn lao cho gia đình. Giờ đây vợ mất chồng, con mất cha, cháu mất ông, bà con họ hàng nội ngoại mất một người thân, Hội Cựu Chiến binh mất đi một hội viên kính mến. Do đau lòng thương tiếc vô hạn, giờ đây âm dương cách biệt, kẻ ở người đi, chúng tôi thay mặt cho ban chấp hành hội cựu chiến binh xã cùng toàn thể các bộ hội viên chi hội 3 gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.
Chúng tôi kính cận với mình với tiền đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Sóc Trần, ấp 2, xã Khánh. Tập thể chiều 3, Hội Cựu chiến binh Sóc Khánh vô cùng thương tiếc đồng chí Đặng Hoàng Hải. Một phút mặc niệm bắt đầu. Về nơi an nghỉ của con, thì trong lúc tăng ra bối rối có những gì sơ sót đến tất cả các bà con lối xóm và hội cựu chiến binh, thì cũng mong là niệm tình tha thứ cho. Và sau cùng cũng nhờ hội cựu chiến binh nhận một xá của gia đình để thay lời cảm tạ. Đốt nhang, mọi người đốt nhang. Bỏ hồi dưới nha, đúng cái nhỏ. Thôi,